Có một vị hỏi như thế này: Nam mô Phật, con kính đảnh lễ sư. Con kính bạch sư, kính sư hoan hỷ cho con hỏi. Thưa sư, con hành pháp ở nhà nhưng không hiểu sao mỗi khi con ngồi thiền theo dõi hơi thở thì con bị khó thở, bị ngăn ngang cổ. Thưa sư, vì vậy con niệm ơn Đức Phật. Nhưng thưa sư, khi con niệm ơn Đức Phật chừng 5 đến 10 phút thì con không niệm nữa, lúc đó con bỏ tâm không. Có lúc thì tâm phóng dật. Thưa sư, nên con không biết được con vướng mắc chỗ nào mà như vậy. Dạ thưa sư, con không biết là hành như vậy có đúng hay không. Kính sư hoan hỷ chỉ dạy giúp con. Con kính tri ân sư rất nhiều. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta mới bắt đầu hành thiền hơi thở đó, nhiều người bị vướng vào một cái thói quen cũ. Đó là thay vì họ theo dõi hơi thở thì họ lại chuyển sang điều khiển hơi thở. Chúng ta cần phân biệt, theo dõi hơi thở không phải là điều khiển hơi thở. Cho nên khi mà chúng ta cố gắng điều khiển hơi thở thì chúng ta sẽ bị mệt khi mà chúng ta hành thiền một thời gian. Vì vậy đó, ráng thay đổi cái thói quen này. Có nghĩa là sao? Để hơi thở tự nhiên vào, tự nhiên ra. Hít vào, ghi nhận là hít vào. Thở ra, ghi nhận là thở ra. Đừng cố gắng điều khiển nó. Điều quan trọng của thiền là chú ý vào hơi thở và theo dõi hơi thở, chứ không phải là chúng ta điều khiển hơi thở. Và sư vẫn nhắc đi nhắc lại, đối với những người hành thiền hơi thở, đó là chúng ta không chạy theo hơi thở đi vào trong cơ thể, cũng không chạy theo hơi thở đi ra khỏi cơ thể. Chúng ta không phải vướng vào cái cạm bẫy của sự chuyển động. Điều này đã được Ngài Xá Lợi Phất nói trong Bát Thí Samphigā Mật Gá. Điều thứ hai là khi theo dõi hơi thở, chúng ta không theo dõi cái điểm xúc chạm của hơi thở vào cơ thể. Bởi vì đó, chúng ta theo dõi hơi thở chứ chúng ta không phải theo dõi cái sự xúc chạm của hơi thở. Khi chúng ta hành thiền là chúng ta dùng cái ý căn để làm việc, chứ chúng ta không dùng cái xúc giác để chúng ta làm việc. Và điều này cũng được Ngài Xá Lợi Phất nói trong Patisamvigā Mật Gá. Có nghĩa là có hai cái lỗi của người hành thiền hơi thở, nó làm cho định bị ô nhiễm. Thứ nhất là hành thiền hơi thở mà chúng ta theo dõi hơi thở đi vào đi ra khỏi cơ thể, đó là chúng ta vướng vào cái bẫy của sự chuyển động. Cái thứ hai là khi chúng ta hành thiền hơi thở mà chúng ta lại theo dõi cái sự xúc chạm của hơi thở vào cơ thể, đó là chúng ta vướng vào cái cạm bẫy của sự xúc chạm. Do đó, người hành thiền hơi thở phải thoát khỏi hai cái cạm bẫy này. Và một điều sư vẫn lặp đi lặp lại, đó là chúng ta theo dõi hơi thở chứ chúng ta không phải điều khiển hơi thở. Theo dõi như thế nào? Chúng ta theo dõi một điểm của hơi thở ở giữa mũi và môi. Chúng ta sẽ chọn một cái điểm ở chính giữa, nó không chạm vào cơ thể. Khi hơi thở vào, ta theo dõi hơi thở đi qua cái điểm mà chúng ta đang theo dõi. Khi hơi thở ra, chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi điểm mà hơi thở đi ra khỏi cơ thể. Sư lặp đi lặp lại, chúng ta chỉ theo dõi một điểm của hơi thở, chứ chúng ta không theo dõi toàn bộ cái hơi thở đi vào hay đi ra. Khi hơi thở vào, chúng ta ghi nhận là hơi thở vào. Khi hơi thở ra, chúng ta ghi nhận là hơi thở ra. Đó là theo dõi hơi thở. Còn đối với những người đó đã quen theo cái lề lối cũ thì chỉ có mỗi một cách là quý vị thực hành nhiều, thực hành thường xuyên. Tuy nhiên, nếu như mà quý vị thực hành 1 năm, 2 năm mà vẫn không vượt qua được cái cạm bẫy này, không vượt qua được những cái lề thói cũ khi hành thiền hơi thở, thì sư khuyên quý vị nên thử thay đổi một cái đề mục khác. Điều tiếp theo nữa là khi theo dõi hơi thở mà bị cảm giác khó thở đó, bị ngăn cái hơi thở ngang cổ, thì có nghĩa là chúng ta đang cố điều khiển hơi thở. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta đã bị vướng vào cạm bẫy của sự xúc chạm.
Nhiều người đó hành thiền hơi thở thì họ cảm giác là thân thể họ nóng, hoặc có thể là nóng ở trên hoặc nóng ở dưới, hoặc cảm giác thân thể của họ nó nhẹ nhàng, hoặc cảm giác cơ thể của họ giống như bay bổng, hoặc họ cảm giác cơ thể họ trở nên nặng nề. Toàn bộ đều là bị vướng vào cạm bẫy của sự xúc chạm. Vì vậy, người hành thiền hơi thở phải tránh cho được cái cạm bẫy này. Tiếp theo, khi niệm ấn Đức Phật chừng 5-10 phút thì lại bỏ trống để cho cái tâm trống rỗng. Thì xin thưa đó, cái gọi là thiền chỉ khi nào quý vị để tâm chú ý vào cái đề mục thiền, chẳng hạn như niệm Phật, niệm ân đức của Phật, chứ không phải là réo gọi tên Phật. Thì khi mà chú ý vào niệm ân đức Phật đấy, thì cái mà chúng ta chú ý chính là ân đức của Đức Phật. Hoặc là người hành thiền hơi thở thì cái họ chú ý chính là hơi thở. Người hành thiền vẽ tâm từ thì cái họ cần chú ý đó chính là tâm từ. Khi đó mới gọi là thiền. Còn khi mà chúng ta để cái tâm trống rỗng đấy, thì nói một cách theo A Di Đà là chúng ta rơi vào tâm hữu phần, có nghĩa là chúng ta không phải thiền, mà chúng ta ngồi đó chỉ ngồi nghỉ giải lao chơi cho vui thôi, chứ khi đó không còn thiền nữa. Nhớ như vậy, chỉ gọi là thiền khi chúng ta có đối tượng để tập trung vào. Còn khi chúng ta thả cái tâm nó trôi nổi như vậy thì khi đó chúng ta chỉ là ngồi nghỉ mệt, ngồi chơi cho vui, ngồi thư giãn, chứ không còn gọi là thiền. Nhớ được rồi. Cho nên khi niệm và định yếu thì chúng ta không có được cái sự tập trung vào đề mục thiền. Chỉ có mỗi một cách, đó là thực hành thường xuyên. Sư không quan trọng khi quý vị hành thiền quý vị thất niệm bao nhiêu. Sư chỉ quan trọng là quý vị chánh niệm được bao nhiêu. Khi mà quý vị phát hiện ra mình bị thất niệm thì quay trở lại đề mục thiền. Ví dụ như đang ngồi mà tâm nó bắt đầu nó chạy về nhà, tâm bắt đầu nó chạy về chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái, mình không để ý, khi đó mình thất niệm. Nhưng mà khi mình nhận ra là mình thất niệm, ngay lập tức quay trở lại đề mục thiền. Bởi vì đó, người mới hành thiền thì cái tâm họ nó rất là yếu đuối, cho nên rất khó mà tập trung vào đề mục thiền. Không sao hết, ráng hành thiền thường xuyên, ráng hành thiền nhiều vô thì tự nhiên là chúng ta sẽ cải thiện được điều này. Nhớ như vậy. Chứ đừng có nói là tôi ngồi thiền được 5 phút, 10 phút rồi sau đó là tôi ngồi cái tâm nó thả rong, tôi không theo dõi nữa. Thì sư nói là không sao hết. Cái lúc mà mình thức niệm ấy, mình không theo dõi thì bỏ qua. Nhưng mà khi mà mình nhớ ra thì quay trở lại ngay lập tức đề mục thiền.